Chào mừng các bạn đến với kênh Mekong Today. Hôm nay thì mình sẽ đi hỏi giá những cái dòng xe Exciter 135 phân khối đời 2006 tới 2010 ở cái cửa hàng Tấn Lượng, số 230 đường Cách Mạng 8, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Ở đây chuyên bán cái dòng xe 135 thôi. Thì thấy có hỗ trợ trả góp đồ đây nè, thì mình sẽ vào gặp ông chủ rồi mình sẽ tham khảo giá rồi sao rồi giới thiệu cho các bạn cùng tham khảo nha. Rồi chào anh này. Chào anh. Rồi anh cho xin giới thiệu sơ sơ về cái dòng xe này anh. Dòng xe này là mấy dòng xe hệt 4 số. Nó sản xuất từ 2005 tới 2010. Như xe này là xe 209 màu xanh đen. Xe này là nó là đời đầu tiên con tay của Exciter 135. Chiếc này mình giá bao nhiêu anh? Như chiếc này giá bây giờ nó khoảng 30 mấy tới 40 triệu á. Xe này gần 40. Này còn nguyên bản hết ha. Xe này thì nguyên bản như chỉ có cái này gắn bánh căm vô cho nó đẹp. Căm lên cái bánh căm. Cho nó đẹp, nhìn cho nó trẻ, cho nó modern chút. Độ, lên bánh độ. Chiếc này thì nguyên bản này ha. Chiếc này thì nguyên bản xe 2010 màu đỏ. Màu đỏ. Đây các bạn, đây màu đỏ đây. Chiếc này giá nhiêu anh? Chiếc này giá 42 triệu anh. 42 triệu. Dạ. Toàn bộ xe mình ở đây là zin hết, không có. Toàn bộ là xe là máy móc là zin hết, nhưng mà có những chiếc xe, có những chiếc mình thay áo mới chính hãng. Dạ. Rồi, có những chiếc xe thì áo zin nó còn đẹp thì mình giữ nguyên. Rồi, rồi vậy để mình vào mình xem một số trong nhà nha. Hai lẻ sáu dọn kiển, dọn bánh mâm, dọn đĩa heo, gắn bô leo vin, đồng hồ cô sô, này là xe dọn kiển. 206 này là 206 zin, xe đó là xe kiển. Mình thấy cửa hàng mình là chuyên dòng Exciter đời này không hả anh? Chuyên dòng 4 số này thôi. Chuyên từ 2006 tới 2010. Dòng này là máy đó 4 số ha. Máy đó là 4 số. Dạ. Ví dụ như nhập thái nguyên chiếc. Nhập thái nguyên chiếc. Ví dụ như con này vậy là giá nó nhiêu anh? Này dọn kiển thì chiếc này ra khoảng 5 mấy triệu. 5 mấy triệu hả? Mấy chiếc kiển à. Dọn là dọn ở ngoài thôi chứ còn máy móc là zin. Máy móc là zin. Đây. Mấy cái này là nó đeo biển tỉnh nào anh? Cần Thơ. Cần Thơ hết hả? Cần Thơ. Anh chuyển về Cần Thơ hết hay sao? Có những xe là Cần Thơ nhưng mà những cái xe là mình rút bộ về hồ sơ cầm tay. Hồ sơ cầm tay. Vậy là ở đây mình đảm bảo là xe là giấy tờ hợp lệ ha. Giấy tờ hải quan chính ngạch hết, hợp lệ hết. Dạ. Rồi. Vậy bây giờ mình anh giới thiệu dài dài đi vô giá các dòng cho các bạn tham khảo luôn. Đây con 206. Dạ. Con này áo thay mới. Xe thì xe zin. Xe này thì tầm xe đẹp như vậy thì giá nó khoảng 35 triệu. 35 triệu ha. Dạ. Rồi mình đây có cho trả góp được không anh? Có hỗ trợ trả góp luôn em. Hỗ trợ trả góp là được bao nhiêu phần trăm giá trị xe? Khoảng 80%. 80 luôn hả? Ngân hàng cho vay 80 luôn hả? 80%. Ví dụ chiếc này 35 là mình đóng 7 triệu là vô là lấy xe về chạy đó hả? Đúng rồi. Dạ. Là thủ tục cũng đơn giản hả? Thủ tục rất đơn giản, nhanh lẹ, giải quyết trong vòng 1 ngày. Dạ. Rồi đây là con này là 35. Con này thì con hẹp bình thường mình dọn lên theo kiểu xì bắt mới bây giờ. Dạ. Con này giá sao anh?
Giá nó tầm xe mà mình dọn gì thì nó tầm 31 32 triệu. Rẻ hơn chiếc này hả? Rẻ hơn tại vì xe dọn rồi phải rẻ hơn giá xe zin. Dọn này là dàn áo, là dàn áo Đàn ông ấy. dàn áo linh kiện thôi hả? Ông mới linh kiện. Ông áo linh kiện. Áo linh kiện ông mới có hãng. Rồi mấy cái dòng mình ở đây là máy móc là đầu lòng chưa gớt hay sao? Máy zin hết. Zin hết, chỉ có nồi đồ có chụp nhiều lại cái thôi. nhầm chiếc thì nồi nó Tệ hơi quá. yếu thì mình làm nồi lại thôi, còn đầu lòng là phải nguyên hết mới mua. À, con này một càng hả? Một càng. Đây các dòng này đa số một càng không hả? Một càng là từ 206 tới 208 Dạ. qua 209 2010 Rồi. đó là nó con tay Rồi giờ hai lời tám giới hai thiệu tám chi tiết sơ sơ vài luôn đi. Rồi. con này là 208 zin nguyên bản. Chiếc này thì nó đi mới có 22.000 cây. 22.000 cây. Áo sống toàn bộ là zin theo xe hết, máy móc là zin hết. Xe này dòng nhập Thái nguyên chiếc, Dạ. dàn lóc bạc, dàn chân buộc đồ là màu bạc. Màu bạc. À, nhập Thái, ủa sao nó có hai dòng đen với bạc làm sao vậy anh? Đen là từ 2009 tới 2010 Dạ. là dàn chân đen, Dàn chân đen. còn từ 2006 tới 2008 là dàn chân bạc. Dạ. Nó còn có dòng 205 nữa, nhưng mà dòng 205 thì lâu lâu mới có một chiếc. Dạ. Rồi chiếc này là giá nhiêu? Chiếc này giá nó 40. 40. Đời cũ nó giá nó cứng hơn hả? Tại vì không phải tùy theo xe mà ví dụ À, như con này còn zin ha, còn đẹp. còn đẹp. Cái độ mới của nó còn đẹp zin nguyên Rồi bản. mình không có bán mấy cái dòng khác anh à. Mình chỉ chuyên dòng mẹt thôi, tại vì dòng mẹt này hiện tại là nó rất là bền, Rất là bền. nó là động cơ 4 thì mà nó có giải nhiệt bằng bằng nước. Dạ. Nó máy nó rất là Cái mát đời đầu này bền. thì cái máy nó tốt hơn Đó. mấy cái đời sau này Đúng nhìn hơn rồi, ha. đi nó không có bị giọng, không bị hú. Dạ. Rồi con đen này Con thì này là cũng là 208 luôn, nhưng mà nó áo này thì có thay một số chỗ, áo nó xe này thì có thay ốc tán một số, nó không Dạ. riêng nguyên bản như con trắng bên kia Dạ. thì giá nó thấp hơn, giá nó khoảng 30 Con này 30. 30 Cái này nếu mà sang tên giấy tờ thì cũng đâu có nhiêu tiền nữa anh. đóng trước bạ chỉ 200-300 ngàn thôi. Dạ. Còn cái phần đó thì mình có bao giấy luôn không? Bao đi làm Bao luôn giấy không? tờ hết. Mình đi làm luôn. Rồi người mua chỉ Nếu khách ở trong thành phố là mình bao mình làm hết, còn khách ở xa thì mình chỉ công chứng cho khách thôi, Dạ. về đóng trước bạ rồi đăng ký như xe mới. Chiếc vàng này thì Chiếc vàng này là 2010, 2010 lóc đen rồi đó hả? 2010 nhưng mà 2010 này là mẫu con tự động, nó chỉ có một càng thôi. Dạ. Này nó xuống đèn nhỏ nhìn cho nó gọn, xe cho nó đẹp. Rồi. Dọn kiển bánh căm. Dọn bánh căm. Rồi chiếc này nhiêu anh? Chiếc này 32 triệu. 32 triệu. Đó. Giá mấy mấy chiếc này bây giờ chơi chạy vẫn còn đẹp. Đẹp, vẫn thấy đẹp. bền, gọn, Rồi. gọi là mẫu ẹt nhỏ đó, nhìn nó rất gọn. Ép nhỏ. Rồi chiếc này. Con này là 2010 con tay xanh GB, xe cũng zin nguyên bản. Dạ. Xe này thì hơi bị đẹp, Xe này áo giá. còn một số là còn dán keo trong chưa tháo ra. Dạ. Xe này về biển Cần Thơ cho anh. Chưa, xe này hồ sơ cầm tay. Dạ. Cái này giá hôm nay giá mấy? Con xe này giá nó 49 triệu rưỡi. 49 triệu rưỡi à. Vậy là cái dòng hai càng là giá nó cứng hơn hả? Dòng hai càng, nói chung hai càng hay một càng thì giá nó cũng như nhau thôi, mà tùy xe À, xấu đẹp thôi. cái độ mới của xe đó Dạ. còn bao nhiêu phần trăm, mà cái giá của nó cao hay thấp thôi. Cái mâm này zin không anh? Màu Mâm trắng này zin của nè. nó luôn, Là nó màu màu trắng trắng vậy luôn GB hả? zin, nó là mâm trắng. À, xanh là mâm trắng này này. Mấy dòng này quay thử cái đồng hồ coi. Đây. Cũng đơn giản vậy thôi à. Lâu quá không có ra. Cái này bình nó yếu. Mình lấy
đơn giản vậy thôi. Giờ thì nó có tua máy rồi tùm lum hết. Này, cái máy nổ thầm thì ha, thì thầm. Em đường cái bồ nghe cái tiếng của cái này. Tiếng bồ này các bạn nổ kịch rồi nãy nó là 45 hả, 49 triệu rưỡi à. Rồi con này cũng là 2010 luôn, màu xám đen, xám đen hai càng luôn. Con này chắc mềm hơn con bản hả? Đúng rồi, con này giá nó khoảng 40 rồi. Rồi mình nếu mà các bạn ở xa đó có xem clip này đó, có gì thì liên hệ với chỗ anh chủ cửa hàng anh Lượng cho xin số điện thoại anh Lượng. Rồi số của em là 0931 0939 79 0931 0939 79 79 à, cửa hàng mình là nằm ở số 230 Cách Mạng Tháng 8 rồi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các bạn có gì thì cứ liên hệ với anh Lượng. Rồi giá mình còn tham khảo gì nữa không? Đây, còn như con xe này là 2007, xe chưa dọn à, thì giá nó thấp. Con này giá 26 triệu. 26 triệu à, xe cũng zin nguyên bản hết. Vậy là xe dạng chưa dọn. Vậy là dọn là sao? Anh về anh sơn lại không, mình chỉ rửa gáy thôi, còn mấy cái nào chạy thì mình thay áo mới à, thay áo mới chạy thì mình thay cái mới vậy đó. Cái mới là mình mua của hãng Yamaha hết, còn bán anh, còn bán đầy đủ hết ở hãng vẫn còn. Dạ thì mình nếu mà như mấy cái này nè đó là mình thay, sẽ thay mới hết. Dạ, thay tại chính hãng hết. Còn để nguyên như vậy thì 26 triệu. Đây chiếc này 26 triệu rồi nha. Rồi có cái này thì có bạn nào muốn về mà tự dọn đó thì lấy về tự dọn. Cái này đầu lòng sao anh? Nguyên zin hết đây. Chưa có gớt gì ha. Chưa rửa gáy, chưa có gớt. Chưa rửa gáy gì hết đó. Ở đây anh cũng có nhiều cái mà dòng xe là chưa dọn. Rồi còn một kho xe nhiều lắm, xe dạ. Chưa dọn rất là nhiều để cho anh em thích mà mua về dọn theo ý đó. Dạ. Hoặc là muốn dọn tại cửa hàng thì có đội ngũ nhân viên làm dọn tại dạ. Cửa hàng luôn. Vậy là có gì thì cứ liên hệ với anh Lượng nha các bạn. Rồi anh còn ba con xe cọp đậu trong nhà nữa kìa. Rồi vậy cho tham khảo luôn anh Lượng ơi. Đây là ba con cọp đậu kì. Là lý do là nó ghim theo ha, nó ghim và nó mới à, cậy không sao. Con đỏ này nó đi chỉ có 12.000 mấy cây thôi, con này 12.000 2010 dạ. con tự động đây. Con này cuối 2010 qua 2011 nhưng mà nó vẫn là mẫu 2010 nhưng mà nó sản xuất cuối của năm 2010, nó bước qua năm 2011. Yeah. Mầm trắng ha. Mầm trắng luôn, giống con xanh ngoài kia. Yeah. Rồi, ví dụ như ba con này thì giá sao là Lượng? Như con này giá nó là 59 triệu. Con này 59 triệu, còn sáng quá ha. Chi tiết. Sơn nhôm dĩa chưa thay, vỏ trước vỏ sau còn zin theo xe, chưa mòn. Này để coi cái đây. Nó có đóng đát trong này không ta? Đây, ngay cái gấp này đóng đát ngay đây. Đây, đồ nghề Catolo gì vẫn còn. Chiếc này ghim ha. À, còn nghề Catolo vẫn còn, bình xăng thì rất đẹp, chưa mò à. Đầy đủ hết.
Còn cái này đặc biệt là cái yên nó như vậy đó hả? Đúng rồi, yên ghim của nó yên là ghim nó gì đó hả? Nó hai màu vậy đó. Hai màu. Dạ. Yeah. 2010 trừ ra thằng xanh GB, xanh GB là yên vậy. À. Xanh GB thì yên đen, đen sọc. Còn con GB này nhiêu anh? Con này giá 52 triệu. Con này 52. Vỏ trước vỏ sau còn theo xe. Vỏ theo xe. Rồi. Rồi đó nó xài vỏ gì IGC ha. Đúng rồi, vỏ Yamaha. IGC. Vỏ IGC. Inu. Đó Inu. Đây. Rồi. Con trong này có biển rồi hả? Nhà chạy hả? Ừ, xe này xe của mình chạy. Dạ. Chiếc này thì không có bán. Rồi. Rồi thì cũng giới thiệu sơ gì cho các bạn tham khảo nha. Rồi có bạn nào có thích dòng xe này thì liên hệ với anh Lượng, có số điện thoại mình sẽ đánh mô tả với bình luận mình ghim lên đó. Ờ, trên Facebook của mình là Tấn Lượng Nguyễn á. Rồi các bạn cũng thêm vào cái Facebook để cập nhật cái giá rồi luôn ha. Giá này nói chung là nó cũng cố định ha, Lượng nó đâu có thay đổi gì ha. Tại vì dòng này mình nói chung là nó có giá hết rồi. Nào nhiệt tình thì mình bớt tiền xăng nhớt. Dạ. Tiền cà phê. Rồi.